tránh đường cho tôi đi. Anh đang ngồi ở đâu vậy? Tôi ngồi ở đây, cô đi thẳng vô. Đây nè. Đi thẳng vô. Đây. Ngồi chơi. Ngồi nói chuyện, uống vài chai chơi. Ai vậy anh? À quên, giới thiệu với cô, đây là Lan Anh, bạn gái của tôi. Đứng lên em, đứng lên cho người ta ngắm em cái coi. Đó, cô nhìn đi, đẹp hơn cô, bốc lửa hơn cô, chân dài hơn cô. Được rồi, ngồi xuống đi em, ngồi xuống đi. Dạ. Vô vô mình uống vô nha anh. Anh Hào. Anh đang làm cái gì vậy? Ăn đi em, ăn đi. Em hỏi dạ. Anh đang làm gì vậy? Làm gì đâu, không thấy hả? Đang ngồi nhậu với bạn gái. Anh đúng là quá đáng mà. Tôi thừa nhận là đã sai khi tôi làm phiền anh trong thời gian qua, nhưng mà anh không cần gì vậy mà chà đạp đến tình yêu và tình cảm của tôi như vậy chứ. Đủ rồi, vậy là quá đủ rồi. Chào anh.